xây dựng đội hình 1996 đi An ơi. Và ngày hôm nay để đáp ứng nhu cầu đó thì chúng ta hãy cùng nhau đi ngay vào video. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em xây dựng đội hình trẻ sinh năm 1996. Những cầu thủ cũng có một trong những bước thăng tiến cực kỳ lớn trong cái sự nghiệp. Và những cầu thủ nổi bật nhất anh em có thể điểm qua như là Coleman này, như là Ali này, và một số cầu thủ khác mình sẽ điểm ngay sau đây cùng với anh em để xây dựng cái đội hình Best Team 1996. Vì thực ra thì đối với những cầu thủ 1996 sẽ có những thăng tiến hơn một chút so với những cầu thủ lứa 97 rồi. Và đầu tiên ở vị trí thủ môn chúng ta có thể sử dụng đó là thủ thành Skupić, thủ thành người Italia. Và anh chàng này sẽ hứa hẹn là một trong những người truyền nhân của Buffon, chỉ số ẩn có đó là đấm bóng, chiều cao 1m87. Và anh chàng này mình nhớ không nhầm đang thuộc biên chế của Udinese. Tiếp theo đó là Zolatanta. Anh chàng này được Liverpool cộng 4 vào tuần này và anh em có thể nhìn thấy một trong những trung vệ có thể hình cực kỳ tuyệt vời. 1m94 và 98kg. Sức mạnh đó là 90 khi được búp cộng 4, nghĩa là 86 ở level 1, khá là khủng khiếp cho trung vệ trẻ người Đức. Hiện tại anh đang thuộc biên chế của Bayer Leverkusen. Tiếp theo đó là hai cầu thủ hậu vệ khác cũng thuộc biên chế, cũng thuộc đội trẻ của Đức, đó là anh chàng Klostermann cùng với Christensen. Christensen thì sẽ nổi bật hơn. Anh chàng này đang thi đấu rất là khởi sắc trong màu áo của Borussia Mönchengladbach. Mình xin lỗi, cầu thủ này người Đan Mạch, và anh chàng kia là Klostermann người Đức. Hai cầu thủ này mình rất là ưng ý thi đấu ở vị trí hậu vệ, cũng có thể hình tốt. Klostermann 1m89 và anh chàng Christensen đó là 1m88. Tiếp theo đó là một cầu thủ sẽ khá nổi bật và anh chàng này thi đấu cũng rất là tươi trong màu áo của Monaco, đó là anh chàng Touré. Chỉ số ẩn thì không có, và anh chàng này đó là người Mali. Tiếp theo đó những cầu thủ ở vị trí hàng tiền vệ đổ lên thì thực ra thì những cái cầu thủ trẻ thì chúng ta, những cái cầu thủ ở vị trí trung vệ sẽ lở muộn hơn khá là nhiều so với những cầu thủ ở vị trí hàng tiền vệ. Đầu tiên ở vị trí tiền vệ phòng ngự sẽ là sự lựa chọn chính của mình, đó là tiền vệ phòng ngự người Brazil, đó là anh chàng Danilo. Với Danilo thì chúng ta có chỉ số ẩn đó là xoạc bóng cùng với những dàn chỉ số không phải là quá tươi đối với một cầu thủ, chỉ số trung bình là 71. Ngày trước thì anh chàng này thuộc biên chế, mình nhớ không nhầm là Benfica hay là Porto thì phải. Và hiện tại thì anh đã thuộc biên chế của Valencia. Tiếp theo đó là anh chàng Ali. Thì thực ra thì đối với Ali thì anh em cũng không xa lạ gì khi thì theo dõi thường xuyên ở ngoại hạng Anh. Thể hình rất là tốt, 1m87. Và ở Euro 2016 Ali cũng được thi đấu rất là nhiều. Thể lực 81 và tăng tốc 80, rất tuyệt vời đối với một tiền vệ rồi. Kỹ thuật 3 sao, chỉ số ẩn có tinh tế cùng với sút ra, rất là tuyệt vời đối với một cầu thủ trẻ. Ali hiện tại đang khoác áo tốt, thì ở màu áo của tốt thì Ali cũng là một trong những nhân tố rất là quan trọng. Tiếp theo đó là Kenins Coleman, ngày xưa đọc nhầm là Kenvin, anh em ném đá rất nhiều. Với Coleman thì chúng ta có những chỉ số cực kỳ tốt, đó là tốc độ, tăng tốc 87, tốc độ 92 và nguồn thể lực ổn đối với một cầu thủ trẻ đó là 72. Kỹ thuật 3 sao, chỉ số ẩn có sút xa cùng với tinh tế, và hoàn toàn Coleman sẽ nằm trong đội hình chính của những anh em thích thi đấu những đội hình tốc độ cao. Tiếp theo đó là một cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của bà xã, đó là anh chàng Haninovic. Kỹ thuật 4 sao, tốc độ tốt ở mức 81, và hiện tại thì không được thi đấu thường xuyên ở bà xã, thì anh đang thuộc biên chế của Sporting de Gijon, khi sẽ được thi đấu thường xuyên hơn. Và anh cũng là một trong những cầu thủ rất là quan trọng ở câu lạc bộ đó. Và những chỉ số ẩn của Haninovic, tiểu Messi, đây là Messi của Croatia, đó là cá nhân, sút xoáy cùng với tinh tế. Tiếp theo đó là một tiền đạo, và anh chàng này đang thuộc biên chế của Man City, đó là anh chàng Iheanacho. Một cầu thủ có thể hình rất tốt, 1m87 và 77kg. Có hai chỉ số ẩn tốt, đó là sút xoáy, tinh tế, ngoài ra đó là tránh sai chân công thuận, chỉ số rất là ổn. Chỉ số công thủ đó là 32, và ngoài ra những chỉ số tốt của anh chàng này đó là 75 và 76. Và chắc chắn một điều, Iheanacho sẽ là một trong những cầu thủ tăng chỉ số ở thời gian tới. Anh chàng này thì được Pep cũng khá là ưu ái, được thi đấu nhiều ở Man City hiện tại.
Tiếp theo đó là bầu thử mùa giải 2016, mình thấy có những chỉ số cực kỳ tươi về tốc độ và tăng tốc, đó là 86 và 87. Hoàn toàn anh em sử dụng anh chàng này thi đấu ở vị trí hành lang quẩy cánh. Và tiếp theo đó mình sẽ điểm nhanh, cực kỳ nhanh những cầu thủ vị trí hàng tiền vệ và những cầu thủ vị trí dự bị. Đầu tiên đó là anh chàng Asensio. Anh chàng này thì đang thuộc biên chế của Real Madrid rồi. Đây là nhân tố khiến cho James Rodriguez được thi đấu ít hơn vào thời điểm tại và ngồi trên băng ghế dự bị rất nhiều. Tiếp theo đó là Timo Werner, một cầu thủ thuộc đội trẻ của Đức thi đấu cực kỳ ấn tượng, đang thuộc biên chế của Stuttgart. Tiếp theo đó là anh chàng Sale, một cầu thủ trước thì anh thuộc biên chế của Schalke 04 và khi Pep sang bên này thì anh là một trong những cầu thủ Pep rất thích và anh đang thuộc biên chế của Man City rồi. Tiếp theo đó là Julian Brand, anh chàng này đang thuộc biên chế của Bayer Leverkusen. Kỹ thuật 4 sao, những chỉ số ổn đó, tốc độ tăng tốc, khả năng dây dắt bóng cùng với chuyền chọn thì Julian Brand cũng là một trong những cầu thủ rất quan trọng ở đội trẻ Olympic của Đức, đã giúp cho đội tuyển Đức đã cũng có một kỳ Olympic gọi là ổn, thành công khi được vào chung kết chỉ để thua trước Brazil của Le Magia thôi. Tiếp theo đó là anh chàng Loftus-Cheek, anh chàng thuộc đội trẻ của Brazil, có thể hình rất tốt, 1m91 và 83kg. Và mình nhớ ở mùa giải trước thì anh chàng Cheek này cũng khá là được thi đấu thường xuyên khi mà tuyến tiền vệ của Chelsea cũng không phải là quá đều và thi đấu tốt thì Cheek cũng có được những cái sự thể hiện ở đội 1. Tiếp theo đó là một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ khác cũng có những cái chỉ số và được đánh giá là một trong những tiền vệ hay nhất của lứa 96, đó là anh chàng Bazua. Hiện tại thì anh đang thuộc biên chế của Ajax và có chỉ số ẩn đó là sút ra, rất là tuyệt vời rồi. Cái đó là một mũi nhọn khác anh em có thể sử dụng, đó là anh chàng Sanabria, một cầu thủ người Paraguay, có những chỉ số tốt đó là về tốc độ, kỹ thuật 3 sao và giữ bóng cũng khá là tuyệt vời. Chỉ số ẩn thì sao? Có cá nhân cùng với kiến tạo rất tuyệt vời, những cầu thủ trẻ mà đã có những chỉ số ẩn ngon như vậy rồi. Ngoài ra những cầu thủ vị trí hậu vệ cánh anh em có thể sử dụng đó là anh chàng Abler. Abler thì có những chỉ số tốt về tăng tốc và anh đang thuộc đội trẻ của Real Madrid, một cầu thủ người Brazil. Cái đó là Gonçalo Guedes, anh chàng đang thuộc biên chế của Benfica, mang quốc tịch đó là Bồ Đào Nha. Những chỉ số rất tốt đó là tốc độ cùng với tăng tốc, kỹ thuật 3 sao và chỉ số ẩn thì không có. Cái đó là anh chàng Bakani. Mình nhớ ngày xưa anh chàng này có một ai đó đẩy giá cực kỳ khủng khiếp lên tới mức giá 3 triệu EB cơ. Một trong những huấn luyện viên biết đẩy giá cực kỳ nhiều. Và hiện tại sau khi mà đã trở lại cái giá bình thường rồi, mức giá của Bakani chỉ khoảng tầm mấy chục K thôi. Nhưng những cái chỉ số ẩn của anh cũng khá là ngon, xuất ra tinh tế và cá nhân, kỹ thuật 4 sao cùng với khả năng dây dắt bóng, tốc độ tốt cho tiền đạo cánh người Bỉ. Bakali. Tiếp theo đó một tiền đạo khác anh em có thể sử dụng đó là anh chàng Success. Success như kiểu thành công, anh chàng thành công. Anh chàng thành công của chúng ta có những chỉ số tốt về tốc độ, sức mạnh khá là ổn anh em thấy, sức mạnh 80 cho một tiền đạo 1m86 và 86kg. Một tiền đạo trẻ người Nigeria, hiện đang thi đấu cho Granada. Granada cũng là một trong những câu lạc bộ khá là ổn ở giải Tây Ban Nha đấy. Cái đó là một trung vệ khác anh em có thể sử dụng, một trung vệ thuộc biên chế của Atletico, trung vệ người Pháp, đó là anh chàng Hernandez, có những chỉ số ẩn rất tốt của những tiền trung vệ đó, đánh đầu mạnh, ngoài ra còn có khả năng truyền dài cơ, giống với Pique. Đó anh em có thể thấy là những chỉ số của anh chàng này. Tuy nhiên thì với chiều cao 1m8 và lứa và sinh năm 96 thì chắc chắn anh chàng này sẽ có thể cao hơn trong thời gian tới rồi. Và anh em có thể nhìn thấy Lipbot cộng 2, chắc chắn ở ngoài đời anh chàng này có những phong độ cũng rất là tuyệt vời. Tiếp theo đó một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, đó là anh chàng Zinchenko, một cầu thủ người Ukraine và hiện tại thì anh đã chuyển sang thi đấu ở giải Hà Lan. Mình nhớ là PSV hay là hình như PSV đó, một câu bộ Hà Lan, những câu bộ tốt đầu Hà Lan thôi. Mình nhớ không nhầm là như vậy, Zinchenko. Những chỉ số tốt về tốc độ cũng như là khéo léo, kỹ thuật 3 sao và Zinchenko chắc chắn có những chỉ số tốt hơn trong thời gian tới. Cái đó là anh chàng Mauvi, anh chàng tiền vệ người Italia, hiện đang thuộc biên chế của Milan, những chỉ số tốt cũng là về khả năng dây dắt bóng cho tiền vệ, thi đấu tiền vệ mà chỉ số về cái thể hình cũng không tốt, 1m69, cũng kiểu như anh chàng Vesti của chúng ta ấy. Tiếp theo đó một trung vệ khác anh em có thể sử dụng, đó là anh chàng Rusty, trung vệ người Hà Lan,
có những chỉ số tốt về tốc độ và tăng tốc, và chỉ số trung bình chỉ là mức 64 thôi, chỉ số ẩn không có. Kế đó là anh chàng hậu vệ cánh anh em có thể sử dụng, đó là anh chàng Siwan Kambo, một anh chàng người Thụy Điển, và chúng ta có thể thấy nổi bật nhất đó là những vị trí, những chỉ số về tốc độ và tăng tốc. Nhưng hậu vệ cánh thì rất quan trọng những chỉ số đó, và anh chàng này đã đáp ứng được nhu cầu đó. Tuy nhiên những cái chỉ số khác của anh chàng này thì khá là xám, chỉ số trung bình mức 61 thôi. Anh chàng này thì Derby County chắc kiểu giải hạng 1, hạng 2 của anh thôi. Tiếp theo đó là anh chàng Adama. Ngày trước thì Adama thuộc lò đào tạo của bà xã và đội trẻ của bà xã. Tuy nhiên anh mong muốn được thi đấu nhiều hơn, và câu lạc bộ hiện tại của anh đó là Aston Villa. Những chỉ số tốt về tốc độ cũng như là tăng tốc và chỉ số ẩn thì Adama chưa có. Tiếp theo đó là anh chàng Lazaro. Anh chàng này nổi bật nhất đó là tốc độ 88 của anh chàng này. Cầu thủ người Áo hiện đại đang thi đấu cho một câu lạc bộ cũng của Áo luôn. Chỉ số ẩn là tinh tế cùng với dễ chấn thương. Cái đó là một cầu thủ thi đấu vị trí cam khác, đó là anh chàng Hotta, anh chàng người Bồ Đào Nha. Có những chỉ số tốt, khéo léo thăng bằng và tăng tốc cũng khá là ổn. Chỉ số ẩn chúng ta có là sút xa. Thì những cầu thủ mà có những chỉ số ẩn như kiểu tốt như vậy, sút xa hay là kiến tạo tinh tế hay là cá nhân thì chúng ta đều có thể thấy được những cái phẩm chất tốt của những cầu thủ đó. Ngoài ra thì chúng ta có một trung vệ khác, đó là anh chàng Nvedi, anh em có thể dùng, trung vệ người Thụy Sĩ, hiện đang thuộc biên chế của Borussia Mönchengladbach, chiều cao rất là ấn tượng, 1m88. Đó là những cầu thủ mình ưu tiên tuyển về. Ngoài ra thì một số cầu thủ mình chưa tuyển về được, đó là anh chàng Ridowas, một cầu thủ người Hà Lan, cũng là một trong những nhân tố rất là quan trọng của Ajax. Anh chàng Kovalenko cũng là một trong những cầu thủ mình ưu tiên tuyển về, nhưng không có anh chàng này trên thị trường và rất khó mua. Ngoài ra đó là anh chàng Donza, cũng là một trong những cầu thủ được đánh giá là rất hứa hẹn, rất nổi bật ở cái lứa cầu thủ 96 này. Có những chỉ số tốt về tăng tốc và những dàn chỉ số khác, anh chàng này khá là đều. Kế đó là một cầu thủ thi đấu vị trí tiền vệ khác, đó là anh chàng Dahu. Đây, có một số huấn luyện viên bán rồi. Anh em thấy Lipbot đã cộng 3 thì chắc chắn ở ngoài đời anh chàng này cũng thi đấu rất là nổi bật. Cũng thi đấu tại Đức trong màu áo của Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach thì đã được thi đấu ở Cúp C1 châu Âu một vòng vừa xong thôi. Mới vừa qua đá với Bà Xã thì phải, thua 2-1 mình nhớ thế. Borussia Mönchengladbach cũng là một trong những câu bộ thăng tiến rất là lớn trong thời gian gần đây, và được thi đấu C1 cũng là một trong những câu bộ có thế lực rồi. Và đây chúng ta sẽ đi qua một chút về quản lý đội. Bộ tứ vệ mình sẽ sử dụng đó là Jonathan Tah, Christensen, Klosman và anh chàng Touré. Cái đó tiền vệ phòng ngự đó là sự lựa chọn là Dalilo. Ali thi đấu ở vị trí tiền vệ, hoặc anh em muốn đẩy cao hơn đó là vị trí cam. Bốn cầu thủ vị trí hàng tấn công của mình đó là Kenneth Coman, Hanninovic, Jessica và vị trí tiền đạo cắm mũi nhọn đó là Ihanicho. Ngoài ra cũng có rất nhiều những sự lựa chọn chất lượng khác, Salabria, Timo Wittner và Asensio thi đấu cam này, Sale, Cech, Bajua, Julian Brand. Và những cầu thủ mình đã điểm tên hết rồi thì anh em có thể, những cầu thủ như anh em sinh năm 96 có thể xây dựng một cái đội hình này cực kỳ đẹp. Và đây anh em thường lên là cộng 2 cái đội hình của mình đi, nhìn cho nó đẹp. Thực ra thì điểm chung là sinh năm 96 rồi, nhưng chúng ta cứ ép lên cộng 2, nhìn cho một cái đội hình nhìn nó khá là đẹp. Đẹp hơn rất là nhiều so với đội hình mà chúng ta mua cộng 1. Nó không có cái biểu tượng kiểu búp tim xanh như thế này, sáng như thế này, dọa ma nó tốt hơn. Đó là chiến thuật mình cũng quen thuộc khi sử dụng những đội hình này thôi. Anh em khá là hỏi nhiều cái này thì thực ra mình thường thi đấu cái đội hình này, nên là mình cũng không tùy chỉnh nhiều về chiến thuật. Đó là về đội hình cũng như là những cầu thủ mình ưu tiên anh em tuyển về. Và ngay sau đây đó là những thể hiện của đội hình 1996 Best Team. Rồi chúng ta sẽ đi ngay vào những trận thi đấu đầu tiên. Và phải nói thật rằng là cực kỳ khó chịu khi mà sau cái big update rất là lớn của Apple 3 ấy. Cái này thì mình đã thi đấu trước rồi. Ở trận thi đấu đầu tiên thì vừa mới vào trận thôi mà chúng ta đã đứng hình ngay từ lúc vào sân rồi. Do đó đã làm cho mình một trận thua ăn. Và đây chúng ta là những trận thi đấu phân hạng tiếp theo. Những cái trận thi đấu phân hạng thì đó là những cái tài khoản mới. Và thực ra thì mình xây dựng nhiều cái đội hình này cũng không phải là có rất nhiều những tài khoản đã ở danh cao rồi. Hầu hết những cái ác này thường mượn cái ác EB trắng của bên shop agra.com để từ đó xây dựng những đội hình mới. Và đây cái đội hình, cái câu lạc bộ này cũng là cái câu lạc bộ mặc định ở cái đội hình này rồi.
Và anh em cũng biết rằng sau cái update, không biết update từ cái lúc nào ấy, mình cũng không để ý cho lắm. Thì anh em, như anh em cày tiền, như anh em cày level cao, chắc chắn phải nhận ra một điều, đó là những cái thẻ mô phỏng, những cái chìa khóa, mình sẽ gọi những cái chìa khóa đỏ, chìa khóa xanh và chìa khóa xanh dương và xanh lá cây ấy, đã không còn được thấy xuất hiện trong shop nữa, đang ngăn chặn cho anh em rất nhiều những cái cách để mà kiếm tiền. Và thực ra mình cũng không phải cày tiền nhiều, chỉ kiếm cái thẻ chuyển đổi thôi. Và do đó thì trận ngày hôm nay chúng ta không có để đổi được những cái câu lạc bộ khác, và thi đấu nguyên bản cái câu lạc bộ là của huấn luyện viên họ cày tiền đây. Cái câu lạc bộ của giải Ba Lan ấy, thường như anh em cày tiền thì chắc chắn là sẽ rất là quen thuộc câu lạc bộ này. Thi đấu giả lập xếp hạng sẽ lên cái level rất là nhanh, rất được nhiều điểm kinh nghiệm. Và trận thi đấu tiếp theo thì chúng ta gặp một câu lạc bộ thi đấu màu áo Juve, và chúng ta có thể thấy cái đội hình cực kỳ trầy cối, đội hình 5-3-2, tiền đạo còn thấp hơn cả tiền vệ trong đội hình mình. Và hứa hẹn đây sẽ là một trận thi đấu rất là khó khăn cho đội hình 1996 khi mà anh chàng kia thủ dâm toàn tập. Đây là Danilo cùng với Klusman, đó là hành năng cánh phải. Iheanacho thì anh em cũng thấy là anh chàng này xuất hiện ở trận thi đấu ngày hôm qua. Và cái sự xuất hiện của Iheanacho cũng không có thể giúp cho Man City có được một bàn thắng nào trước Tottenham Hotspur. Tốt của Ali, đây chúng ta thấy là Ali của Tottenham. Và chắc chắn thì Ali sẽ là một trong những cầu thủ mình nghĩ là nổi bật nhất trong cái lứa 1996 này. Anh sẽ là một trong cái nhạc trưởng trong đội hình của mình, một cầu thủ trẻ và đã thể hiện mình rất là xứng đáng ở đội hình chính của đội Tottenham rồi. Tottenham thì chúng ta cũng nổi tiếng đó là những cái đội hình có tuổi đời trẻ nhất của Ngoại hạng Anh, tuổi đời rất là trẻ thôi, tuổi đời trung bình của Tottenham. Và trận thi đấu thứ hai thì anh em có thể thấy là những cái trận thi đấu mà có nhiều hậu vệ như thế cực kỳ là khó chịu, dù cho là gặp những huấn luyện viên đã thi đấu 5 hậu vệ của Aston Villa chúng ta đã khó khăn và ức chế như thế nào rồi, và hầu hết là bàn thắng đến rất là ít, hay thậm chí là chúng ta phải phân định thắng thua ở những loạt trận Sudanew, và mình cũng không thích đá cái lối đá phòng ngự cho lắm. Chúng ta chơi game để giải trí thôi, và chúng ta cứ phang 4 tiền đạo, cứ đá kiểu thoải mái, ban bật và quyến rũ đi, đá để cống hiến chứ không phải là để lấy thành tích. Và chúng ta thi đấu với cái trận thi đấu tiếp theo. Ở trận thi đấu này thì chúng ta gặp đối thủ đó là mang màu áo của Man City. Đây là Ronaldinho. Ronaldinho xuất hiện đây là đã là cái mùa giải anh em vào giới hạn chế rồi. Do đó giá của Ronaldinho dù là cái mùa giải cùi bắp như SS9 hay là SS8 vẫn có mức giá rất là trên trời. Đây là Zaziska. Thì anh chàng này thì mình cũng không phải là biết tên cho lắm, vì anh chàng này cũng không phải là thi đấu một trong những câu lạc bộ khá là nổi tiếng. Có lẽ thì nếu như anh chàng này có những phong độ tốt hơn thì thời gian tới anh sẽ có được những câu lạc bộ tốt hơn và sẽ được anh em biết đến nhiều hơn. Handanovic thì chúng ta cũng biết rằng đây là một trong những cầu thủ được mệnh danh đó là Messi của Croatia, màu tóc vàng, nhìn cũng rất là cảm giác rất là nghệ sĩ với Handanovic. Đây là Coman, thì với Coman thì cũng là một trong những cầu thủ mình sẽ khai thác triệt để nhất ở vị trí hàng công. Với tốc độ tốt và những cái tố chất về dứt điểm của Coman thực sự là đáng nể ở cái đội hình 1996 này. Thì thực ra thì chúng ta có thể thấy là những cầu thủ của EC thì luôn luôn sẽ được búp những chỉ số tốt hơn rất là nhiều so với những cầu thủ mùa giải khác rồi. Handanovic của chúng ta có kỹ thuật 4 sao, có những chỉ số ẩn rất tốt, và mình cảm giác là dây bóng với Handanovic cũng rất là mềm mại. Đây đó là Iheanacho, đây đó chính là nhạc trưởng của mình, đó là Ali. Ali thì nhìn cái thể hình của anh đô con thế thôi, nhưng chúng ta vẫn thấy được cái sự mềm mại của anh rất là nhiều. Ở trận thi đấu hôm qua thì anh em có thể ý là Ali đã hành hạ hàng phòng ngự của Man City rất là nhiều, những Otamendi này rất là ngọc nhằn để có thể theo đuổi được Ali, một cầu thủ trẻ và cực kỳ tiềm năng vào thời điểm hiện tại. Và đây đó là trận thi đấu phân hạng cuối cùng trong năm là trận phân hạng. Trận thi đấu đầu tiên thì chúng ta đã phải hủy rồi. Thực ra thì sau cái update thì Gaena có rất nhiều những cái lỗi, và mình không biết rằng đã khắc phục được những cái sự cố lỗi đó chưa. Vì một số ngày gần đây thì hơi bận ấy, thì mình cũng chưa có thể thi đấu được nhiều. Và đây đó là những cái video mình đã quay từ trước, và hôm nay dành thời gian biên tập cho anh em về cái đội hình 1996.
Và đây đó là trận thi đấu thứ tư chúng ta sẽ gặp một câu lạc bộ mặc màu áo của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thì cái big update đó thì chúng ta thấy là những câu lạc bộ đã, những cái đội tuyển quốc gia đã được điểm thêm vào rồi. Nhưng anh em thì muốn đổi màu áo đội tuyển quốc gia thì rất là đơn giản thôi. Chúng ta dùng thẻ chuyển đội, sau đó chọn cái mục ở gần cuối cùng ấy, cuối cùng đó là International, ở một quốc gia mà chúng ta chọn, cái đội tuyển quốc gia mà chúng ta thấy đẹp. Đây đó là comment tốc độ rất cao và để theo đuổi comment cũng không phải là dễ gì. Đối với bất kỳ những hậu vệ top đầu nào cũng rất là khó khăn với tiền đạo này. Những cái thời gian đầu như kiểu hiệp 1 thì theo đuổi comment cũng rất là khó. Đây là tình huống tấn công của Ronaldinho U6 và đã có sự can thiệp của Jonathan Tah thì tuổi trẻ mà sức rất là trâu, sức mạnh 86, thể hình 1m94 và gần 1 tạ. Cũng không kém bất kỳ một trong những trung vệ có thể hình tốt nào, một trong những thủ lĩnh và là cái lá chắn thép của đội tuyển trẻ của Đức cũng như là đội tuyển quốc gia Đức trong tương lai. Anh em thấy mình thì thi đấu cho anh chàng Jonathan Tah ở vị trí trung tâm phòng ngự, có thể là muốn chắc chắn thì anh em đẩy xuống SW, nhưng thường sẽ thi đấu lùi để có thể ngăn chặn những cái tình huống công chiến. Đây là một tình huống mà Van Nistelrooy có một tình huống dứt điểm bồi và có một tình huống lộn ngất. Đây là Christensen cũng là một trong những trung vệ rất là nổi bật và anh được giới chuyên môn đánh giá là top 40 tài năng trẻ, 40 cậu bé vàng do một cái tờ báo của Italia đánh giá. Và thực ra thì những cái đánh giá đó thì chắc chắn rất là sát với thực tế, rất sát với tiềm năng phát triển của những cầu thủ đó. Đây là Sanabria, cũng là một trong những tiền đạo mình thường xuyên thay thế với những Coman, những Iheanacho, những Timo Werner. Werner cũng là một trong những cầu thủ mình đã giới thiệu ở những đội hình trẻ cách đây khoảng 1 năm rồi, cái thời mà Enzin trước, và cũng rất là lâu rồi. Và ngày hôm nay đó là xây dựng lại đội hình 1996. Và đó thì sau 4 lượt trận vận hạn thì chúng ta cũng đã lên được cái danh, đó là danh C đông. Nhìn đồng cho nó mát mẻ, chứ kiểu bạch thủy ngân hay là sắt thì nó hơi bị thốn. Trận thi đấu này thì mình có lẽ sẽ là trận thi đấu cuối cùng thôi, và mình sẽ thi đấu full match cho anh em xem. Ở trận đấu này thì chúng ta gặp câu lạc bộ đó là Chelsea. Và anh chàng này có lẽ là bốc team, không phải là full Chelsea. Thấy Matic, thấy Sepp, thấy Costa, mình cứ nghĩ đó là Chelsea full. Cũng chỉ có một số thôi, có Cahill, Epiniqueta. Và dàn chỉ số của đội hình 1996 cũng không phải là tốt. Cái đội hình này thì mình cũng bốc team cộng 2 rồi. Và level tầm khoảng 7, 8, 9, 10 rồi. Tầm khoảng trung bình 10. Và về chỉ số thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu một cái thiệt thòi lớn rồi khi sử dụng những cầu thủ trẻ. Nhưng cũng không biết thế nào đâu, cầu thủ trẻ thi đấu nhiều khi rất là ảo. Và đây đó là trận thi đấu cuối cùng của mình, một trận thi đấu full match. Đó chính là Ali, Christensen và Klosman và Jonathan Tah. Đó là ba chốt chặn mình tin tưởng nhất hàng phòng ngự. Và có lẽ thì cũng là sự chọn tốt hơn với lứa cầu thủ 1997 rồi. 97 thì có Empolo này, có Empolo nổi bật nhất hàng công và một số cầu thủ khác nữa. Tuy nhiên hàng phòng ngự thì không chắc chắn. Và ở 1996 thì chúng ta đã khắc phục khá là nhiều rồi. Một tình huống chọc khe bổng mà không có địa chỉ dành cho Iheanacho. Thủ thành của đối phương đó là Manuel Neuer mùa giải NS15. Và thường mình thấy ở đội hình của cầu huấn luyện viên này đó là NS15 cả. Đã có một tình huống phạm lỗi rồi, không hiểu phạm lỗi từ khi nào. Đây là Iheanacho, thể hình của Iheanacho cũng rất tốt. Và hôm qua thì mình cũng xem qua một số thi đấu của anh chàng này, cũng cảm giác khả năng cản lướt và lăn xả rất tốt. Được Pep tin tưởng thi đấu thì cũng không phải là không tiềm năng đâu. Danilo, Yature còn không cho thi đấu là mà Iheanacho được thi đấu thì chúng ta cũng biết thế nào rồi đấy. Thực ra thì Touré với Pep nó có một cái sự mâu thuẫn gì đó rất là khó nói. Dù cho Touré tài năng lớn như thế nào thì chắc chắn Pep cũng không thể nào chấp nhận anh trong đội hình chính. Và có lẽ thì Touré cũng sẽ sớm rời khỏi Man City trong thời gian sớm thôi. Klosman, thể hình rất đẹp. Đấy, đó chính là Ali. Cầu thủ được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của trận thi đấu hôm qua với Man City. Đây đó là Adama. Ngày xưa thì Adama thuộc nò đào tạo của bà xã. Và để thi đấu nhiều hơn thì anh đã chuyển sang thi đấu cho Aston Villa rồi. Và mình không biết là anh đã còn ở Aston Villa hay không.
Và quay lại với cái trận đấu thì chúng ta cũng chưa thấy được một cơ hội nào gọi là sắt miếng ở trận thi đấu ngày hôm nay. Đó là một tình huống sút xa của Toni Kroos. Tiền vệ phòng ngự mình sử dụng trong trận đấu này đó là anh chàng Danilo. Ngoài ra một số tình huống khác, một số trận đấu khác thì anh em có thể sử dụng đó là Bajor. Bajor cũng là một trong những tiền vệ được đánh giá cực kỳ cao. Hiện tại thì đang thi đấu thuộc biên chế của Ajax. Đây là Coman, tốc độ rất cao. Coman sẽ làm gì đây? Sẽ làm gì? Rồi một tình huống xử lý khá vụng của Coman. Và đây đó là một tình huống phản công của Chelsea nhưng không được rồi. Một số tình huống mà di chuyển bóng rất là khó hiểu của cả hai. Một tình huống chọc khe bổng lên dành cho Ronaldo, SM15 vẫn có bóng và anh có một tình huống chọc khe bổng vào. Một tình huống tạt bóng vào dành cho Costa ở trên. Costa thì tuần vừa qua cũng có những phong độ rất tốt khi giúp cho Chelsea có trận thi đấu thắng 2-0. Đây là Adama. Ali phối hợp cùng với Iheanacho. Đây đó là Ali, anh sẽ làm gì? Một tình huống xử lý bóng tốt nhưng không được rồi. Ali đáng nhẽ phải có một cái tình huống mà anh phải tạt bóng vào cơ, tạt bóng sẽ đẹp hơn. Đây là Sale. Sale dù có mức giá chuyển nhượng rất là cao đến Man City nhưng mà anh cũng chưa có được thể hiện nhiều trong màu áo của Man Xanh. Và trận thi đấu của chúng ta đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số là 2-0 cho cả hai. Ronaldo SM15 thì chúng ta có thể thấy là cũng là một trong những tiền đạo cực kỳ khét rồi. Ronaldo SM15 thì chúng ta có thể thấy đó là một trong những mùa giải mà Ronaldo chọn vị trí thông minh nhất, di chuyển rất tài tình, đón bóng rất là hay, khác bọt hơn rất nhiều, kể cả là 14T cũng như là World Cup 14 cơ. Có lẽ chỉ thua với EC thôi. EC khi mà đã bút lên những chỉ số tốt thì sẽ là một trong những mùa giải tươi nhất của anh tính đến thời điểm hiện tại rồi. Đây là Joan Tanta, tranh chấp không hề sợ Ronaldo một chút nào. Sức mạnh 86 ở level 1 cơ mà. Thể hình 1m94. Sale phối hợp cùng với Iheanacho, hai cầu thủ hiện tại đang thuộc biên chế của Man City. Đây đó là Costa phối hợp cùng với Ronaldo nhưng mà không được rồi, đã có sự can thiệp của Klosman. Adama. Mình cảm giác là cái đội hình của đối phương cũng khá là nhiều những hậu vệ đấy. Chưa để ý là họ thi đấu với sơ đồ gì. Đây đó là Ali cùng với Danilo. Danilo có một tình huống chuyền bóng dành cho Iheanacho. Nhưng những cầu thủ này cũng có lẽ xử lý bóng khá là chậm, khác bọt hơn rất nhiều so với những cầu thủ top đầu mà anh em sử dụng. Và do đó thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái lối chơi, những cái tốc độ của một cái trận đấu của những cầu thủ trẻ sẽ chậm hơn rất nhiều so với tốc độ của hai đội hình đều là những cầu thủ top đầu. Đây là Christensen đã can thiệp Ramos thành công. Đây là anh chàng A.Toure. Sale phối hợp cùng với Coman. Sale thoát xuống rồi. Sale đã thoát xuống rồi. Tốc độ của Sale cũng không hề tơi một chút nào và đuổi được anh cũng không phải là một bài toán dễ. Anh đã có một tình huống tạt bóng vào dành cho Iheanacho. Và hai cầu thủ đang thuộc biên chế của Man City đã làm lên một pha phản công sắc bén và giúp cho 1996 Team nâng tỷ số lên là 1-0. Quá đẹp mắt trong tình huống phản công này. Thực ra tạt cánh đánh đầu thì nói chung là sau big update hay không thì chúng ta cũng không có sự thay đổi gì nhiều. Vẫn là một trong những bài tấn công rất nguy hiểm để anh em có thể tận dụng. Và chúng ta sẽ thay đổi người một chút. Thay đổi một chút vì thực ra thì đá những cái đội hình trẻ hay không thì chúng ta vẫn thường lên thay ở những phút tầm 70 đi. Những cái thời gian đó thì cái thể lực của những cầu thủ đã bị mài mòn rất là nhiều rồi. Và nếu như anh em muốn cố gắng những cầu thủ đó thi đấu 90 phút thì ở trận đấu sau rất khó để anh chàng này có thể tiếp tục thi đấu. Và cái vấn đề luân phiên thể lực cũng là một trong những vấn đề rất là quan trọng để anh em có thể thi đấu tốt và có thứ hạng cao. Một tình huống mà Coman rất điểm chéo góc, gọi là đặt lòng thôi, đặt lòng góc gần nhưng đã không đánh bại thủ thành Manuel Neuer. SM15 cũng khá là tươi rồi, không phải là dễ dàng gì để có thể đánh bại được Manuel Neuer. Danilo đã nhường sân và để nhường chỗ cho họ, hình như mình nhớ không nhầm là Bajor. Vẫn có sự xuất hiện của Ani. Ani thực ra vẫn là cầu thủ gọi là toàn diện nhất trong đội hình này. Một tình huống kỹ thuật và anh đã có một tình huống đặt lòng khá là đẹp mắt nhưng rất đáng tiếc. Tình huống mà anh dứt điểm vào trúng vào dòng góc chữ A. Đây đó là Costa SM15.
Với Costa thì cũng là một cầu thủ có thể hình cả lướt rất tốt, kỹ thuật ba sao. Nhưng anh em có thấy là Costa cũng không phải là cầu thủ được những huấn luyện viên top đầu thi đấu nhiều anh chàng này. Trừ khi thi đấu SM miền Nam, thi đấu ở những giải đấu chuyên nghiệp thôi, thì Costa vẫn là một trong những sự lựa chọn tốt. Tuy nhiên để lựa chọn ra cái mùa giải tốt nhất của Costa, có lẽ đó là 14T, cũng chưa đáp ứng được quá nhiều kỳ vọng của như anh em sử dụng. Trừ khi anh em book team cho Chelsea thì Costa vẫn có thể là lựa chọn tốt được. Và đó là trận thi đấu cuối cùng của mình sau chuỗi 5 trận, và trận đấu đầu tiên thì chúng ta đó là những trận thi đấu bị hủy. Và có lẽ mình sẽ kết thúc video 196 Betin này ở đây thôi. Và anh em thích xây dựng đội hình nào, hoặc có thể thích đá thêm cái đội hình 196 này, đừng quên để lại comment bên dưới. Và video tới sẽ là một video về gì với cầu thủ, và mình sẽ dự kiến là một cầu thủ World Best ở vị trí hậu vệ để anh em đổi gió. Và cuối cùng thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Và nếu như anh em vẫn chưa tìm được một đơn vị uy tín để có thể mua về những cái app mà mình ưng ý, hay thậm chí đó là bán đi những cái app mà mình đã chán sử dụng rồi, thì có thể liên hệ với shopagora.com, một đơn vị uy tín hàng đầu về mua bán app MOBA. Và mình khuyến khích anh em chỉ lên giao dịch ở shopagora.com tại địa chỉ chính thức mình đã để ở link mô tả bên dưới, facebook.com/shopagora.com. Và fanpage cá nhân của anh Lê Hoàng Vượng đó là facebook.com/shopagoraadmin. Tất cả mình đã để link bên dưới rồi, link mô tả bên dưới. Và cuối cùng thì chúc anh em giao dịch thành công.